Chào các bạn, tôi đã xong cái khuôn cóc ba chân thuần Việt và tôi đang tiếp tục làm thêm cái khuôn mẫu cóc bốn chân để so sánh xem năng lượng của con ba chân và con bốn chân con nào thực sự mạnh hơn. Ở đây tôi không bàn về vấn đề là con cóc của nước nào, mà vì ngay cả trong cái khuôn ba chân này thì tôi đã cố gắng những cái thông tin có linh phù trong ở đằng trước con cóc đã có linh phù ngũ hành chính phái, ở bên trên là nó dẫm lên cái đồng mai hoa thuần Việt của chữ mệnh. Ở đây các bạn, chữ mệnh cũng là 3D nổi luôn, và tiếp theo là bên trên còn có hai, đúng ra là bốn ông sư Đức Phật. Bên dưới này nữa cũng có dẫm lên mặt kia của đồng mai hoa thuần Việt đấy, hình con rơi này, hình quả đào này. Đây là cho các bạn xem thực tế một cái khuôn thuần Việt đấy, có chữ mệnh ở đấy các bạn nhé, tiếng Việt. Tôi đang chuẩn bị mẫu con cóc bốn chân tiếp. Về cơ bản là giống nhau, và khi đúc khuôn để cho đảm bảo mọi cái thông số là khách quan thì tôi cũng mang cái cân ra đây và một lô hộp này. Bây giờ tôi sẽ ngồi tôi cân, có nghĩa là cái số lượng đá cho vào con cóc ba chân như thế nào thì số lượng đá cho vào con bốn chân y hệt như vậy, có nghĩa là tương quan lực lượng về đá quý giống hệt nhau. Ví dụ là 50 gram san hô đỏ ở con ba chân thì con bốn chân cũng đúng 50 con gam san hô đỏ đấy, hoặc ví dụ là thạch anh vàng 20 gam, ví dụ nhé, tôi nói ví dụ 20 gam thì cả hai con 20 giống nhau. Tức là tôi sẽ lấy cân, tôi cân cho từng cái hộp này. Mỗi hộp này của tôi là có bốn màu, và mỗi con là sẽ có hai cái hộp này, ít nhất hai hộp này là, tại vì có đúng ra là tôi sẽ có mỗi con có 8 hộp này các bạn nhé. Đây tôi đang chuẩn bị 10 hộp, mỗi con 10 hộp thì ở đây là đã có 8 hộp rồi. Đây. Đấy. Để cho các bạn thấy sự công bằng khi mình đánh giá thì mình không thiên vị một cái gì, kể cả số lượng keo đổ khuôn, số lượng đá quý bên trong hay là linh phù ẩn bên trong. Đấy, tôi không làm thêm linh phù, mà đã có linh phù nổi luôn ở đây luôn rồi. Bây giờ công nghệ của tôi làm khuôn là mọi thứ là ép nổi luôn ở đây. Và tất nhiên cũng có thể tôi sẽ, để tăng năng lượng mạnh hơn, có thể tôi sẽ thêm một cái linh phù đồng ở giữa nữa, bởi vì linh phù đồng tôi rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ đi cân. Cái cách làm con cóc ba chân thì nó hơi quái dị một chút, là tất nhiên là hôm trước thì tôi nói hơi nhầm một chút, thì cái vị trí đứt đuôi, con nòng nọc nó đứt đuôi để lên bờ nó thành cóc, thì người ta biến cái vị trí đứt đuôi đấy thành cái chân thứ ba, tại vì về để cho nó cân và nó đứng thôi, chứ về lý thuyết cái con mà đã cụt chân thì nó phải một bên mất một bên còn, đúng không, thì người ta lại biến hết cái chỗ cụt đuôi thành chân nhìn cho nó có vẻ đẹp. Tuy nhiên là con cóc bốn chân thì không thể có cái đuôi, suýt nữa tôi quên tôi nặn đuôi các bạn. Bây giờ thì thành ra là mình lại phải đi làm một điều rất mất công là đi cưa cho nó cụt đi, tại vì là chân nó phải mọc cân đối, và cái phần người ta tạo hình ra cái đuôi này là người ta tạo hình ra cái này là nó không chính xác, nên tôi phải cưa cụt cái chân này đi. Như tôi có nói là con cóc thì cái đuôi của nó phải là bị đứt đuôi, con nòng nọc nó lên bờ thì cái chân nó ở chỗ khác, thì các sản phẩm cóc ba chân thì chân nó mọc đuôi đúng là chân giữa luôn các bạn. Nên tôi có mẫu con ba chân rồi, thì bây giờ tôi làm xong hai cái chân bên cạnh là bốn chân rồi, giờ phải cắt cái đuôi nó đi, nó lên bờ nó đứt đuôi con nòng nọc thì nó phải mất cái đuôi ở đít này, đúng không? Chứ tự nhiên ai có cái chân cóc và chân giữa ở đây, buồn cười quá. Chả biết con nào mạnh hơn, nhưng mà
Về mặt lý luận là nó buồn cười rồi. Tôi cho các bạn xem tôi đang cắt đuôi nào không các bạn, để bảo thầy đi nhờ ai làm đấy. Tất cả này tôi làm hết các bạn. Đấy, các bạn chả cần cái cưa gì hiện đại, là cái cưa bé nhất mini cầm tay này làm được mọi thứ. Tôi được cái ngày xưa hồi bé mẹ tôi dạy sinh tồn nên là mình cái chả giỏi những cái gì cũng biết ạ. Biết nhiều quá không giỏi đâu. Chỉ có cái là cái gì mình biết làm, mình có làm hay không cái gì cũng biết làm, hỏi cái gì cũng nói được, tại vì cái gì cũng làm rồi. Làm học cẩn thận chứ không phải là nghe. Ra cái này là bẻ rồi đấy, tôi cưa nó cắt đứt rồi. Cưa nó sắp đứt rồi đấy. Đây là cái đuôi trong truyền thuyết. Còn con cóc là nó đứt đuôi, nó phải vẫn còn xương cụt này các bạn này. Tôi nên mài không hay là vẫn để nó cái xương cụt ở đây? Tôi ngồi cân cho các bạn xem rồi. Bây giờ tôi sẽ đi làm một cách rất khách quan. Đây, ví dụ tôi lấy cái phổ phách ở đây. Đây nha, một bên phổ phách này 5.6. Y hệt giống nhau. Xong cái hộp phách này. Tôi sẽ mỗi loại một ít. 11.2 này. mười một chấm ba đấy, na ná nhau, không phẩy một thì nó không đáng kể. Các loại đá tôi sẽ cân thế các bạn nhé. Thì tôi có rất nhiều những cái đá tôi để hết vào khay này, nhưng mà bình thường tôi sẽ bốc rất là dễ, nhưng mà bây giờ để cân đo đong đếm khách quan là tôi cho nó vào cái hộp này và cân số lượng bằng nhau. Để cho cuộc tỉ thí võ lâm giữa cóc 3 chân và 4 chân khách quan hơn, thì sau khi lấy được mỗi bên 8 ô rồi, đây, tôi sẽ nói chung là khi lấy thì chênh lệch với nhau 0.1, 0.2 ga. Thì bây giờ tôi sẽ cân lại và tôi để hai cái bàn để tôi đổ khuôn. Đây, tôi cân tất cả lên. 238 gram này. Còn cái này là bao nhiêu? 238, một bên 238 và một bên 236.7. Tức là các bạn khi tôi lấy nó chênh nhau, tất cả này chỉ chênh nhau 1 gram nhé, nên là không đáng kể. Và để cho nó còn khách quan hơn thì cái phần nhỏ hơn 236.7 này thì tôi để bên này cho con cóc 4 chân, tức là cóc 4 chân cho hẳn ít hơn con 3 chân, còn con 3 chân là bên này nhiều hơn 1 gram. Tôi để bên này đấy. Và tôi sẽ để hai cái mặt bàn riêng này để tôi dành riêng cho đổ khuôn. Tôi phải cho vào góc vì đổ khuôn nó lâu. Đấy, tôi sẽ cho vào đây cho các bạn chiêm ngưỡng con cóc 4 chân của tôi nhá. Đây, nhìn thấy rõ chân ạ. Linh phù đằng trước này, ngũ hành chính phái các bạn nhé. Bên trên dẫm lên đồng xu của chữ mệnh. Đấy, có chữ mệnh. Và bên dưới là hai đồng bạc của Đức Phật nữa. Đây, một bên thì cóc 3 chân đã có khuôn rồi này các bạn. Đã hoàn thành khuôn rồi này.
Một bên cóc bốn chân tôi đang bắt đầu đổ khuôn đây. Như những cái clip trước tôi có nói với bạn là vì hết tiền mua keo rồi nên đang phải dùng keo tái chế như thế này. Hy vọng là còn một ít keo có thể đổ kịp nốt con cóc bốn chân này, nếu không tôi phải chờ tuần sau mới có điều kiện nhập keo tiếp, nên là phải chờ các bạn ủng hộ mua sản phẩm mới có tiền phát triển nghiên cứu tiếp các bạn. Đây tôi đang mới đổ được một ít.